Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, vấn đề Việt Nam có nên liên minh quân sự với Hoa Kỳ hay không trong tình hình hiện nay là một vấn đề gây ra rất nhiều tranh cãi giữa các xu hướng khác nhau. Vừa qua, chúng tôi có nhận được một bài viết từ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đăng trên trang BBC tiếng Việt với tựa đề Quốc phòng Việt Nam, chính sách không liên minh quân sự đang gây nguy cơ gì? Và bây giờ chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, hiện đang sinh sống tại vùng thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ. Xin chào tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ạ. Vâng, xin chào Bộ Sa TV. Rất là cảm ơn tiến sĩ có buổi nói chuyện ngày hôm nay với Phố Bộ Sa TV về vấn đề này. Một vấn đề có thể nói là rất là nóng trong những người quan tâm, vốn chia ra làm hai cái xu hướng rất rõ rệt khác nhau. Tiến sĩ có thể cho biết quan điểm của tiến sĩ vì sao mà tiến sĩ khẳng định rất rõ ràng là qua bài viết rằng là Việt Nam cần phải bỏ chính sách 3-0 và cần liên minh quân sự với Hoa Kỳ, thưa tiến sĩ? Thực ra mà nói thì cái chủ trương Việt Nam liên minh quân sự với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc xâm lược một cách thành công thì cái chủ trương này của tôi nó là có từ lâu rồi, ít nhất là từ năm 2007. Tôi có thể nói lại rằng là cái thời điểm 2007 là Trung Quốc thành lập cái thành phố Tam Sa để mà quản lý cái quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Thì giai đoạn đó ấy, thì ở Việt Nam có thể nói là có cái quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc. Thậm chí là người Trung Quốc dưới cái vỏ bọc kinh doanh đã bắt đầu tràn vào Việt Nam tương đối nhiều. Thế nhưng trên thực tế thì Trung Quốc lợi dụng cái quan hệ có thể gọi là hữu hảo giữa những người hay giữa những người đồng chí với nhau, những người có cùng ý thức hệ với nhau để mà đẩy mạnh cái việc xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam, kể cả trên đất liền lẫn cả trên biển. Thế thì khi Trung Quốc thành lập cái thành phố Tam Sa vào tháng 7 năm 2007 thì tôi thấy nguy cơ là Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam nó rõ quá. Bởi vì khi mà thiết lập một cái đơn vị hành chính thì điều đó đồng nghĩa rằng Trung Quốc sẽ cử cái lực lượng quân sự của mình, quân đội của mình để bảo vệ cái đơn vị hành chính đó. Thì tôi cũng đã gặp nhiều cái lãnh đạo ở nhiều nước khác nhau, nhiều ngành khác nhau, từ ngoại giao cho đến quân sự, và tôi nêu cái mối có thể nói là hơn cả lo ngại, mà lo sợ rằng Trung Quốc sẽ triển khai cái việc mà đánh chiếm những cái đảo còn lại của Việt Nam trên Biển Đông sau khi Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa vào năm 74, cũng như sau khi đã chiếm một số cái đảo của cái quần đảo Hoàng Sa vào năm 1988. Thế nhưng mà sau khi đã tiếp xúc với rất nhiều nguồn, nhiều lãnh đạo thì tôi nhận được hai cái thông tin. Thứ nhất là có những người thậm chí cấp rất cao ủng hộ tôi, bảo đúng cái việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa nguy hiểm quá, thì cần phải có cái cách thức nào đây để mà phòng ngừa trước cái việc mà Trung Quốc có thể dùng vũ lực đánh chiếm tiếp. Nhưng mà một cái luồng thứ hai thì cũng gật gù
không, những người mà tôi tiếp xúc không ai phản đối cả. Đấy đấy là điều 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 tôi nhận thấy, nhưng mà cũng gật gù, cũng bảo cái này quan trọng đấy, cũng phải tính. Nhưng mà thực tế thì sau đó thì người ta cũng không có những cái gọi là cái phản hồi tích cực. Còn những người ủng hộ tôi rất là tích cực thì họ cũng nêu có những cái khó khăn, có những cái khó khăn trong cái đường lối chính sách của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là của Bộ Chính trị. Thành ra là tôi thấy là cần phải có một cái hơn cả là sự thăm dò, mà phải chính thức có một cái văn bản viết hẳn ra bằng chữ, bằng lời, bằng chữ để trình lên cái ban lãnh đạo Việt Nam. Và cái người mà tôi thấy là có thể có cái tiếng nói mà ban lãnh đạo Việt Nam nghe, đó là Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam và là cố vấn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ấy. Và cũng là nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, tức là ông hiểu rõ hơn ai hết cái tình thế về về quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì tôi cùng vợ tôi là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã đến gặp Đại tướng Lê Đức Anh. Và tất nhiên trong cái trong một vài lần đến đấy thì tất nhiên có nhiều câu chuyện khác, nhưng cái mục tiêu chính của tôi khi đến gặp Đại tướng Lê Đức Anh đó là để trao cho ông ký thư mang cái đề xuất của tôi là phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ để mà cứu nước, để chống Trung Quốc xâm lược cái phần lãnh thổ của Việt Nam ở trên Biển Đông trước hết. Thế thì Đại tướng Lê Đức Anh rất tán thành cái quan điểm của tôi. Và ông thậm chí còn nói với tôi là thế này: Vũ thấy không, tôi cũng là người đã ra Trường Sa, và thậm chí tôi còn phát biểu là chúng ta phải bảo vệ Tổ quốc từ xa, để nói rằng là tôi hoàn toàn tán thành cái ý kiến của Vũ. Trong trường hợp này là phải kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của chúng ta, trước hết là ở quần đảo Trường Sa, cũng như cái chủ quyền của Việt Nam nói chung. Thế thì tôi có nói với Đại tướng Lê Đức Anh là thế này, nhưng cái điều quan trọng nhất, cái chuyện mà bác với cháu đồng ý về cái chuyện bảo vệ chủ quyền Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, cháu hoàn toàn tin bác. Bác kiên quyết. Nhưng mà cháu thấy cái sức mạnh quân sự Việt Nam so với Trung Quốc kém lắm, yếu lắm. Thành ra là nếu như Việt Nam có cái tinh thần gọi là sát thác trước kia, sẵn sàng, quân đội Việt Nam sẵn sàng hy sinh mình để chống lại Trung Quốc. Nhưng thời đại bây giờ là thời đại vũ khí, nhất nhất là bây giờ đánh nhau trên biển, thì cái phương tiện chiến tranh trên biển nó là mang tính quyết định, chứ không phải là cái tinh thần của con người. Trong cái giai đoạn mà chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ trước đây ấy, thì tinh thần là một chuyện, nhưng mà cái người Việt Nam còn lợi dụng được các địa hình ở trên đất liền, quân đội Việt Nam thuộc các địa hình, cho nên có thể tận dụng địa hình để đánh lại quân đội nước ngoài, đặc biệt là trong cái trận chiến năm 79. Bản thân tôi là một chiến sĩ của sư đoàn 3 Sao Vàng đóng ở trên Lạng Sơn, thành ra là với tư cách là một người lính, tôi biết được những cái khó khăn, những cái nguy hiểm, những cái hy sinh, và đặc biệt về cái tinh thần của quân đội nhân dân Việt Nam. Thành ra là tôi nói với Đại tướng Lê Đức Anh là cháu hoàn toàn tin tưởng cái tinh thần của người lính Việt Nam.
đặc biệt trước quân Trung Quốc xâm lược. Thế nhưng đánh nhau trên biển thì nó phải có tàu hiện đại, đấy là điều thứ nhất, vũ khí hiện đại, tức là ví dụ chẳng hạn như tên lửa, cái cơ số đạn mà ít thì bắn một lúc thì cũng hết. Cái thứ ba nữa là ngay cả cái số lượng tàu ấy, thì Trung Quốc đó chẳng hạn là họ hơn mình gấp độ khoảng 5 lần. Thế họ chỉ cần dùng đến lực lượng gấp 3 lần thôi là cũng có thể là cân bằng, làm cho bên Việt Nam thiệt hại thôi. Thế thì tóm lại là tôi muốn nói là cái so sánh về cái sức mạnh quân sự giữa Việt Nam Trung Quốc, tinh thần thì có, nhưng mà về mặt trang bị vũ khí và đặc biệt các phương tiện chiến tranh trên biển của Việt Nam thì Việt Nam kém hơn Trung Quốc rất nhiều lần. Thế thì về mặt quân sự ấy, mà nói thì lúc ấy là cái vũ khí, cái số lượng nó sẽ quyết định, đặc biệt là trên biển. Thành ra tôi bảo là theo cháu nghĩ là chỉ còn cái cách phải liên minh quân sự với cường quốc quân sự nào đó, và cũng trên cơ sở đó thì cháu thấy là chỉ còn Mỹ thôi. Bởi vì nói đến Liên Xô hay nói đến Nga, nói Liên Xô giai đoạn trước chiến tranh lạnh, nhưng mà từ năm 91 không không còn Liên Xô nữa, không còn cái gọi là đồng minh ý thức hệ, tức là giữa những cái nước cộng sản với nhau nữa, nó không còn có tinh thần quốc tế vô sản nữa. Thành ra là Nga có thể nói là không còn trông đợi, không có thể Việt Nam có thể trông đợi họ để họ tham chiến cùng với Việt Nam chống lại Trung Quốc. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai, Nga cũng không thể tham chiến bởi vì họ sau chiến tranh lạnh thì họ cũng cần phải liên kết với Trung Quốc để chống lại sức ép của phương Tây nói chung, đặc biệt từ Mỹ. Thành ra trên thực tế Trung Quốc chính là cái đồng minh quan trọng nhất của Liên Xô, đồng minh tiềm tàng đấy, tôi muốn nói quan trọng nhất Liên Xô. Thành ra khi mà xin lỗi, của Nga. Thành ra khi mà cân giữa Việt Nam và Trung Quốc, ai có vị trí chiến lược hơn đối với Nga thì rõ ràng là Trung Quốc. Thành ra là chắc chắn Nga sẽ chỉ đóng cái vai trò là cái nước bán những cái vũ khí khi Việt Nam cần, thậm chí bán theo dạng là trả chậm. Đấy. Thế còn những ai khác có thể giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến của những người cộng sản Việt Nam chống Pháp, chống Mỹ thì chỉ có hai cường quốc là anh Liên Xô và anh Trung Quốc. Thế thì trong tình hiện nay chống Trung Quốc mà Nga không còn là cái đồng minh ý thức hệ nữa rồi, thế thì là Việt Nam đơn độc. Tuy nhiên tôi tiếp tục nói với đại tướng, chúng ta nên học cha ông của chúng ta là cái lợi ích dân tộc lên cao nhất. Thành ra ai mà đồng minh được với chúng ta để bảo vệ lãnh thổ của chúng ta thì chúng ta liên kết thôi. Thì Mỹ, cháu hiểu rằng Mỹ hiện nay vẫn là cái nước có thể nói là cái nước tư bản hàng đầu, đứng đầu các nước phương Tây. Với ý thức hệ của họ, đương nhiên là họ luôn có một cái quan điểm đối nghịch với cái chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng không được lầm lẫn giữa cái ý thức hệ và cái lợi ích quốc gia. Có những lúc ý thức hệ nó đi song hành với cái lợi ích quốc gia để coi một cái nước nào khác là kẻ thù, nhưng cũng có những lúc ý thức hệ với lợi ích quốc gia là hai cái tách nhau. Thế thì trong chiến tranh lạnh, cái lợi ích của Mỹ là vừa là ý thức hệ, tức là chống cái chủ nghĩa cộng sản mà Liên Xô là đại diện, nhưng đồng thời cũng lợi ích quốc gia về tư cách cường quốc hàng đầu thì cũng muốn ngăn chặn cái ảnh hưởng
thậm chí những cái chỗ đứng chiến lược của Liên Xô trên toàn thế giới. Thành ra trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì cái chống cộng với chống cái ảnh hưởng của Liên Xô với tư cách là siêu cường là nó chập là một. Và lúc ấy Mỹ coi Việt Nam là một cái xung kích của chủ nghĩa cộng sản thế giới, và trong trường hợp này là xung kích của cả Liên Xô nữa. Thành ra họ đổ quân vào Việt Nam kiên quyết chặn DM để chặn cái chủ nghĩa cộng sản, và trong trường hợp này là đánh nhau với các lực lượng cộng sản Việt Nam. Thế nhưng sau chiến tranh lạnh thì về mặt ý thức hệ họ vẫn không chấp nhận với chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà cái lợi ích quốc gia thì họ thấy rằng là Liên Xô không còn ảnh hưởng ở Việt Nam nữa. Và vì Liên Xô, bởi vì Liên Xô tan rã rồi, chỉ còn có Nga thôi, mà Nga không phải là cộng sản nữa, thành ra giữa Nga và Việt Nam nó không còn cái liên kết ý thức hệ nữa. Thành ra là cái Đảng Cộng sản Việt Nam hay chủ nghĩa cộng sản Việt Nam nó không gây hại một chút nào đến cái lợi ích của Mỹ với tư cách là cái cường quốc có cái lợi ích toàn cầu nữa. Thành ra là bảo là Mỹ có thích chủ nghĩa cộng sản Việt Nam không thì rõ ràng Mỹ không thích, nhưng về lợi ích quốc gia thì Việt Nam không đe dọa một tí gì lợi ích của Mỹ nữa. Thưa tiến sĩ, trong thời gian chiến tranh lạnh, thưa tiến sĩ, thành ra thưa tiến sĩ, đối với Việt Nam thì khi liên minh quân sự với Hoa Kỳ như tiến sĩ nói, thì theo tiến sĩ thì khi liên minh quân sự như vậy, Việt Nam được gì, mất gì, thưa tiến sĩ? Thế thì tôi kết thúc cái câu chuyện đó thì tôi có đề nghị Đại tướng Lê Đức Anh là hãy thuyết phục ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Bộ Chính trị, về cái chuyện liên minh quân sự với Mỹ để mà bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Thì Đại tướng Lê Đức Anh cũng đồng ý, ít nhất về mặt hình thức ông đồng ý với tôi, ông bảo điều vụ nói là đúng. Thế thì cái chuyện này để tôi suy nghĩ và sẽ bàn lại với các anh ở Bộ Chính trị. Thế nhưng trên thực tế thì cho đến tận năm 2010 vẫn không thấy một động tĩnh gì về phía Bộ Chính trị, tức là có một bất kỳ một cái phản ứng tích cực nào để mà tìm đến với cái sự liên kết với Mỹ, trong khi Mỹ cũng chưa có cái gì gọi là sẵn sàng quay trở lại châu Á về mặt quân sự cả. Thành ra là bắt buộc tôi phải công luận hóa cái đề xuất của tôi cho toàn thế giới cũng biết, cho không chỉ cho ban lãnh đạo Việt Nam biết, người dân Việt Nam biết, mà ngay cho cả Mỹ cũng biết là cả hai bên Việt Nam và Mỹ có cái lợi ích chiến lược khi liên kết với nhau về mặt quân sự để chống Trung Quốc. Mỹ sẽ thiệt hại nếu như không liên kết Việt Nam thì Trung Quốc sẽ độc chiếm Biển Đông, và lúc ấy anh Mỹ có muốn vào Biển Đông nữa cũng rất khó. Còn Việt Nam thì nếu không liên kết với Mỹ thì như tôi đã nói mãi rồi là sẽ mất hết lãnh thổ ở Biển Đông. Bây giờ đến cái câu hỏi, thế thì lợi ích của Việt Nam trong việc liên kết quân sự với Mỹ thì được cái gì? Thì tôi đã nói rồi là bây giờ ở trên thế giới chỉ có Mỹ mới có cái không phải là chỉ có cái tiềm lực quân sự có thể là kiềm chế, thậm chí là áp đảo Trung Quốc, mà cái quan trọng nhất đó là cái cường quốc quân sự duy nhất có cái chính sách kiềm chế và sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Các cường quốc quân sự khác họ cũng có tiềm lực, ví dụ như Nga, nhưng họ không có cái chính sách kiềm chế đó. Vậy thì liên minh quân sự với Mỹ thì sẽ giúp Việt Nam bảo vệ được lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông. Nhân đây tôi muốn nói rằng từ một thời gian nay, ít nhất là
sau khi mà tôi đã kêu gọi phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ qua hai cái bài phỏng vấn của tôi với VOA vào năm 2010, và một năm sau đó thì Tổng thống Obama đã có cái chính sách quay trở lại châu Á, tức là pivot to Asia, tức là xoay trục về châu Á, trở lại châu Á về mặt quân sự đấy. Thế thì lại có một cái lập luận là thôi, ở Việt Nam đấy, mà chủ yếu là ban lãnh đạo Việt Nam đấy, là không, Mỹ vẫn vẫn phải đề phòng họ, bởi vì cơ bản họ là một cái nước chống cộng, cho nên liên kết với Mỹ họ sẽ lợi dụng Việt Nam để ép Việt Nam thay đổi chế độ. Đấy là cái một cái quan điểm rất rõ ràng và đến bây giờ vẫn tồn tại. Cái quan điểm tiếp theo là có thể dùng những biện pháp khác làm cho Trung Quốc, làm nó họ đừng nghĩ đến cái chuyện mà chiếm lãnh thổ của Việt Nam nữa. Thành ra là cái quan điểm đấy là nghĩ hy vọng, vừa hy vọng và vừa có thể, cách nói của tôi là ngây thơ chính trị, bảo Trung Quốc vẫn là một nước cộng sản mà Việt Nam là cứ nước cộng sản, chả nhẽ lại chơi nhau cạn ổ gió mang đến như thế, phải liên kết với nhau để mà chống lại cái thế giới phương Tây, thế giới tư bản nó đang bao vây chứ. Thành ra vẫn còn có sự ngây thơ chính trị như thế, cho nên nghĩ bảo cứ từ từ, cứ từ từ. Trung Quốc họ cũng cũng muốn, đúng là họ cũng muốn lãnh thổ của Việt Nam, nhưng mình phải thuyết phục họ là cái chủ nghĩa cộng sản quan trọng nhất. Thành ra là cái quan điểm đó là chủ trương là không có đi tìm kiếm đồng minh quân sự với ai cả, cứ đàm phán với Trung Quốc trên cơ sở là ý thức hệ. Thế nhưng kết quả như chúng ta đã thấy cũng là Trung Quốc nó lợi dụng ngay cái chuyện là sợ chết về mặt ý thức hệ của lãnh đạo Việt Nam. Thành ra một mặt họ phụ dụ, làm yên lòng ban lãnh đạo Việt Nam, các đồng chí nhất định là chúng ta vẫn là luôn là đồng chí với nhau. Thế còn có cái vấn đề gì mà tranh chấp với nhau ở Biển Đông ấy, chúng ta gặp ngồi nhau đàm phán, mà đặc biệt với trên tinh thần đồng chí, anh em, môi liền môi, răng liền răng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được ra giải pháp. Thì nhưng mà ban lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc là họ có một cái có thể nói có cái truyền thống là nói một đằng là một nẻo, tức là họ hai lần cộng sản theo một nghĩa nào đó, tức là người ta thường nói là cộng sản là nói một đằng là một nẻo. Nhưng mà Trung Quốc thì là cái chủ nghĩa bành trướng lại cho họ nói thêm một lần, xác định thêm cái bản chất nói một đằng là một nẻo nữa. Cho nên tôi gọi là Trung Quốc là gấp hai lần nói một đằng là một nẻo. Thành ra Việt Nam đụng phải cái anh nó là siêu lưu manh như thế, thành ra Việt Nam là bị thiệt hại, có thể nói không gượng được. Một đằng họ cứ bảo đàm phán, nhưng một đằng họ vẫn tiếp tục là bồi đắp, nhân tạo hóa những cái đảo mà đã chiếm được Việt Nam, chứ không tiếp tục đàm phán để tiếp tục thương lượng với nhau đâu, cùng khai thác chung đâu. Mặt khác thì về mặt, ví dụ về mặt đánh cá, thì nó cấm toàn bộ cái ngư dân của Việt Nam đánh cá trên Biển Đông. Đây nó liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, cấm luôn. Anh nào vào nó dùng tàu đâm chìm luôn. Thế còn mới đây, đặc biệt từ năm 2014 cho đến giờ, cho tàu các giòn khoan, rồi sau đó giòn khoan năm 2014, rồi bây giờ thì 3 tháng qua cho tàu khảo sát càn quét, nghĩa là như đi vào những cái chỗ không người trên cái thềm lục địa Việt Nam, trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cụ thể là bãi Tư Chính, gọi là Vanguard Bank,
nói theo tiếng Anh quốc tế đấy. Thế thì rõ ràng là Trung Quốc không có một chút nào gọi là cái thiện chí đàm phán Việt Nam cả. Vỗ về Việt Nam thôi, dùng cái ý thức hệ để mà vỗ về Việt Nam để có thể xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam một cách chót lọt. Họ chỉ sợ nhất là Việt Nam mà liên minh quân sự với Mỹ sớm ngày nào thì cái mưu đồ chiếm nốt cái quần đảo, cái số đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa thì họ sẽ bị thất bại. Thế thì cái âm mưu và hành động Trung Quốc xâm lược Việt Nam là quá rõ ràng. Thành ra là bây giờ cái ban lãnh đạo Việt Nam mới đây đã thấy rằng là cái giải pháp của họ gọi là đàm phán đồng chí với nhau là thất bại 100%. Nhưng liên minh với Mỹ vẫn sợ là rồi Mỹ sẽ gây sức ép thay đổi chế độ, rồi làm những cái người mà họ gọi là dân chủ nhân quyền mà họ gọi là phản động đấy, thì lại được cớ để rồi nổi lên làm gây khó khăn cho họ trong việc quản trị hay duy trì cái sự mà kiểm soát mang tính toàn trị của Đảng Cộng sản đấy. Thì họ mới nghĩ ra một cái cách vừa là để không phải liên minh quân sự với Mỹ, nhưng cũng là để làm yên lòng cái người dân Việt Nam. Bởi vì như tôi đã nói và phân tích nhiều rồi, anh để mất nước là người dân Việt Nam sẽ phải đứng lên để mà đuổi cái chính quyền mà để mất nước. Như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam đã nói là nếu như chính quyền đó mà đi ngược lại quyền lợi của quốc gia, của dân tộc, của người dân, thì người dân có quyền đuổi chính quyền đó đi. Thì tôi mượn chính cái câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, người sáng lập ra cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thế thì cái việc mà người dân mà đứng lên và đuổi chính quyền hiện tại để mà thiết lập một chính quyền mới, một chính quyền gọi là cứu nước đấy, để mà giữ gìn cái biển đảo của Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam cả trên đất liền trên biển đấy, là cái là một cái thực tế. Thế thì ban lãnh đạo Việt Nam một mặt cũng không muốn người dân thay thế mình bằng một chính quyền khác, nhưng một mặt vẫn sợ đi với Mỹ. Thành ra bây giờ họ lại có vẻ như là lựa chọn cái giải pháp là kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Thế thì cái giải pháp kiện thì về mặt đối nội thì cho người dân thấy đấy nhá, chúng tôi là cũng chống Trung Quốc, bây giờ chúng tôi cứng hơn rồi đấy nhá, chúng tôi sẽ kiện Trung Quốc, mặc dù đến giờ vẫn chưa kiện, nhưng họ cũng có thể sắp tới theo cái giải pháp đó là kiện Trung Quốc để nói là chúng tôi cũng yêu nước đấy, chúng tôi chống Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đấy. Nhưng cái giải pháp kiện thì cũng không làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam là liên minh quân sự với Mỹ. Thế nhưng tôi khẳng định rằng có hai điều. Một là vẫn phải kiện, bởi vì cái chuyện kiện đó nó bảo đảm cho Việt Nam cái tính pháp lý một cách vững chắc đối với những cái lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông, để sau này có liên kết quân sự với Mỹ nữa thì Mỹ càng yên tâm rằng đây là lãnh thổ của Việt Nam. Trung Quốc nổ súng tấn công, Việt Nam nổ súng chống lại thì Mỹ với tư cách đồng minh sẽ vào cuộc và nói rằng không, đây không phải chỉ là quan hệ song phương mà cái chủ của Việt Nam đã được thế giới công nhận. Thế nhưng quan điểm của tôi rằng là cái kiện nó chỉ là tạm thời, bởi vì nếu trong giai đoạn hiện nay Trung Quốc nổ súng tấn công vào các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa thì Việt Nam cũng chỉ đánh nhau, tôi nghĩ rằng kéo nhau được khoảng một vài tháng là cùng, còn quá cái thời hạn đấy là
cái lực lượng hải quân của Trung Quốc nó sẽ chiếm toàn bộ đảo của Việt Nam ở ở Trường Sa. Thế thì kiện cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cái quan trọng nhất là cái gì mình đang có trong tay giữ cho bằng được. Còn cái chuyện mà cãi nhau về mặt pháp lý mà thì nó là có thể cãi nhau cả nghìn năm cũng được, nhưng cái gì mình có đang có trong tay bị mất thì đấy là một cái có thể nói là vô cùng, có thể nói là đấy là một cái tội ác, đấy là một tội ác đối với cả một cái lịch sử Việt Nam hàng nghìn năm đổ xương máu để mà có được cái lãnh thổ đó. Thưa tiến sĩ, một trong những cái lý do mà khiến nhiều người nói tới không nên liên minh quân sự với Mỹ là vì họ nói tới rằng là Mỹ sẽ vì quyền lợi, giai đoạn của Mỹ tới một giai đoạn nào đó vì quyền lợi mà Mỹ sẽ bỏ rơi các đồng minh của họ, như đã từng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, như đã từng bỏ rơi những nước khác, gần đây nhất là ở Syria. Tuy nhiên trong bài viết, tiến sĩ cũng đã đề cập tới và nói rất là rõ ràng trong một cái tiêu đề là đi với Mỹ thì sẽ không có mất nước, mà là đi với Mỹ cũng không có mất đảng. Tiến sĩ có thể nói rõ cái vấn đề đó ạ? Chính xác như thế, đi với Mỹ thì không mất nước, tức là liên minh quân sự với Mỹ đấy, thì Mỹ sẽ tham chiến để mà giúp Việt Nam chống lại bất kỳ cuộc xâm lăng nào từ phía Trung Quốc. Thì vế đầu dễ, đúng không? Thế nhưng mà vế thứ hai tôi nói là cũng không mất đảng. Đây là cụ thể là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, không mất đảng. Bởi vì như tôi đã phân tích đấy, trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì cái chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam nó đe dọa lợi ích của Mỹ với tư cách là cái xung kích của cái chủ nghĩa Cộng sản thế giới, cũng là cái xung kích của cái đối thủ hàng đầu của Mỹ, đó là Liên Xô. Thế nhưng mà khi chiến tranh lạnh đã kết thúc với cái sự sụp đổ của Liên Xô, thế thì logic mà nói thì Việt Nam không còn là xung kích của chủ nghĩa Cộng sản thế giới nữa. Bởi vì chủ nghĩa Cộng sản thế giới tan rồi còn đâu, cũng không còn là cái xung kích của cái đối thủ hàng đầu của Mỹ là Liên Xô nữa, bởi vì Liên Xô cũng tan rồi còn đâu. Vậy thì khi mà cái chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam không đe dọa trực tiếp cái lợi ích quốc gia của Mỹ thì không có lý gì mà Mỹ coi cái chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam, mà cụ thể coi Đảng Cộng sản Việt Nam là thù địch đối với quyền lợi của Mỹ nữa. Không, không có cái chuyện đó. Nhưng ngược lại, nếu như cái nước Việt Nam hiện nay đang do Đảng Cộng sản mà quản trị đấy, quản lý đấy, hay gọi là lãnh đạo đấy, mà giúp vào giữ gìn cái lợi ích của Mỹ với tư cách là cái cường quốc thế giới đấy, thì Mỹ thích quá đấy chứ. Liên kết Việt Nam bảo vệ được quyền lợi của Mỹ ở Biển Đông, tức hay nói cách khác là đẩy lùi được cái sự bành trướng của Trung Quốc Biển Đông, ở Biển Đông. Mà hiện nay thì Trung Quốc là cái kẻ thù số một của Mỹ trong cái việc mà xung đột về lợi ích, trong chuyện xung đột về lợi ích. Thế thì bây giờ là có Việt Nam là đồng minh thì Mỹ đương nhiên về nguyên tắc về quyền lực quốc gia là Mỹ sẽ sẵn sàng liên kết với Việt Nam. Còn cái chuyện chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam thì tôi vừa nói chiến tranh lạnh kết thúc, thành ra chủ nghĩa Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam không đe dọa đến quyền lợi của Mỹ, thành ra Mỹ không có tìm cách thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam. Tuy nhiên cái chuyện dân chủ, nhân quyền nó là một cái giá trị chung của toàn nhân loại, thì dù Mỹ không có thúc đẩy, phương Tây không có thúc đẩy, thì bản thân những người lãnh đạo Việt Nam cũng phải có ý thức cải thiện những vấn đề về nhân quyền,
cải thiện về dân chủ bằng cách bảo đảm một cách dễ dàng theo tôi những cái gì hiến pháp Việt Nam hiện nay đã nói, ví dụ như quyền bảo đảm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình, vân vân, quyền tự do báo chí, quyền tự do tiếp cận thông tin. Thế thì tôi thấy trước mắt chính nhà nước Việt Nam thực hiện đúng hiến pháp Việt Nam thì cũng là một cái sự cải thiện về nhân quyền. Thành ra không cần phải đợi Mỹ thúc đẩy hay là dùng lực lượng nào thì bản thân chính quyền Việt Nam hiện nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng phải thấy cái lợi ích của mình là cải thiện dân chủ nhân quyền thì lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc Việt Nam sẽ được bảo đảm cách tốt nhất. Thưa tiến sĩ có nhắc tới là cái vế đầu, tức là nếu mà liên minh quân sự với Mỹ thì sẽ không mất nước, và tiến sĩ nói rằng đó là cái vế dễ hiểu rồi, nhưng có thể không đơn giản như vậy. Những người mà theo cái xu hướng là chống liên minh với Mỹ đó có cái lý lẽ như thế này, mà cụ thể là vừa qua có lẽ tiến sĩ cũng đã xem qua bài phản biện của luật sư Hoàng Duy Hùng từ Houston, Texas, phản biện trực tiếp một số đoạn ở trong cái bài viết của tiến sĩ. Trong đó ông Hoàng Duy Hùng nói nhiều khía cạnh, nhưng trong đó có một cái khía cạnh đó là khi liên minh với Mỹ như vậy thì nếu vì quyền lợi của Mỹ, Mỹ có thể một cách rất cụ thể là thương lượng với Trung Quốc để mà lấy cái phần của Mỹ ở Biển Đông và phần Trung Quốc ở Biển Đông, cho nên là cái phần thiệt hại đó sẽ về cái phía nước yếu là Việt Nam, mà cụ thể là ở năm 1974 Việt Nam Cộng Hòa đã bị Mỹ làm lơ khi Trung Quốc chiếm toàn bộ đảo Hoàng Sa. Như vậy thì cái nguy cơ mà bị Mỹ vì quyền lợi của Mỹ để mà liên kết hoặc là thương lượng với Trung Quốc là nó rất là to lớn. Thưa tiến sĩ, nghĩ sao về về cái phản biện đó của luật sư Hoàng Duy Hùng ạ? Thứ nhất là tôi rất là trân trọng, rất là cảm ơn những cái ý kiến phản biện mà trong trường hợp này là luật sư Hoàng Duy Hùng. Khi mà tính toán chơi hay quan hệ với các nước lớn nói chung và quan hệ với Mỹ trong trường hợp này thì mọi nước nhỏ đều phải tính toán. Tức là phải tính rằng là quan hệ đến mức nào đó, nhưng người ta là nước lớn thì người ta có thể hy sinh quyền lợi của mình. Trong khi mình với tư cách nước nhỏ thì không thể làm điều ngược lại, tức là hy sinh quyền lợi của họ. Nhưng mà tôi khẳng định rằng là những cái ví dụ như luật sư Hoàng Như Hùng và một số người khác đưa ra ấy, để nói rằng là chơi với Mỹ là rất là rủi ro, bởi vì như trong cái giai đoạn chiến tranh Việt Nam đấy, Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa với nguyên tắc là đồng minh của nhau, nhưng khi cần là Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa đi đàm phán với Trung Quốc rồi để mà rút quân ra, hay là cái vấn đề đang diễn ra hiện nay như mọi người nói nhiều, thế giới nói nhiều là vấn đề người Kurd ở miền Bắc Syria, thì Mỹ hỗ trợ trong giai đoạn vừa rồi rất nhiều, nhưng bây giờ thì Mỹ rút hết quân ra khỏi cái khu vực đó và nói theo một cách nào đó, tức là bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd. Thế nhưng mà tôi bảo là cái chuyện và chúng ta cũng nên nhắc luôn cái đảo Scarborough của Philippines cũng bị mất một cách đau đớn cũng vì Mỹ làm ngơ, thưa tiến sĩ. Tôi phân tích cả ba trường hợp đấy luôn. Trường hợp Việt Nam Cộng Hòa thì cái chuyện bỏ rơi thì cũng là ở cái tình thế bắt buộc. Như tôi đã viết trong bài viết của tôi là hãy liên minh quân sự với Hoa Kỳ, hãy từ bỏ chính sách 3-0 để liên minh quân sự với Hoa Kỳ đấy. Thì tôi đã nói là trong cái chiến tranh Việt Nam, Mỹ nghĩ rằng là đổ quân vào Việt Nam để chống chủ nghĩa cộng sản. Nhưng thực tế đấy là một cái sai lầm
sai lầm chiến lược của Mỹ. Bởi vì các lực lượng cộng sản Việt Nam không phải chỉ đơn thuần là cộng sản, mà họ là tượng trưng cho cái chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam. Và cái cuộc chiến của những người cộng sản tại Việt Nam là nó được bắt đầu từ năm 45, tức là từ sau khi, ngay sau khi giành độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 45 ấy, với cái chính phủ do Hồ Chí Minh đứng đầu, mà thân phụ tôi là Cố Huy Cận là bộ trưởng trong cái chính phủ đó đấy, thì ngay tháng 12 năm 1945 thì Pháp đã quay trở lại xâm lược ở miền Nam Việt Nam trước hết, và đến sang năm 46 thì đưa quân ra Bắc và tiến hành xâm lược. Thành ra cái cuộc chiến của những người cộng sản đó, gọi là chống xâm lược đấy, là nó bắt đầu từ năm 45 và cho đến khi Pháp thua tại Điện Biên Phủ vào năm 1954 thì người Mỹ lại tiếp tục vào ở miền Nam, và những người Việt Nam nói chung và đặc biệt những người cộng sản Việt Nam và đặc biệt hơn nữa ở miền Bắc đều tin rằng là Mỹ là muốn duy trì lâu dài cái sự chia cắt Việt Nam làm đôi, trong khi cái chủ nghĩa dân tộc người Việt là không bao giờ chấp nhận cái sự chia cắt đất nước làm đôi cả. Tôi lấy ví dụ như là thời ông Đinh Bộ Lĩnh, 12 sứ quân, thế tại sao không các ông không chia nhau mỗi ông cắt cứ một miền, mà để cuối cùng ông Đinh Bộ Lĩnh phải kiên quyết là phải đánh dẹp toàn bộ 12 sứ quân để thống nhất lại, hay là Lê Mạc đánh nhau cũng để ông nào đó là chiến thắng, nhà Lê chiến thắng, hay rồi Trinh Nguyễn tại sao không mỗi ông một phương đi mà cuối cùng cũng đánh nhau để mà mình thống nhất, rồi ông Nguyễn Huệ với ông Nguyễn Ánh tại sao mỗi ông không chia một phần đất nhưng mà ông nào cũng muốn thống nhất thiên hạ cả, thì cuối cùng một bên thua. Thế thì những cái bài học gọi là nội chiến để thống nhất đất nước, đó là một đặc tính của người Việt Nam, và cái đặc tính đó được lặp lại vào thế kỷ 20. Bất luận có chủ nghĩa cộng sản hay không, mà các lực lượng Việt Nam có những quan điểm chính trị khác nhau, có dẫn đến nội chiến thì cũng một lúc nào đó cũng sẽ thống nhất. Và tôi khẳng định rằng nếu sau này mà khi không còn cái chế độ toàn trị của cộng sản ở Việt Nam nữa, tôi lấy giả dụ như thế, mà chỉ toàn những người gọi là theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc, không loại trừ lại tiếp tục đánh nhau, nhưng rồi đến lúc nào đó lại sẽ có một cái lực lượng họ lại thống nhất lại đất nước, không cho cái chuyện cát cứ chỉ vì cái ý thức hệ, chỉ vì cái quan điểm chính trị đấy. Thế thì đó là một cái sai lầm chiến lược của Mỹ. Thành ra Mỹ đưa quân Việt Nam hơn nửa triệu quân vào lúc cao nhất, không thể thắng nổi các lực lượng cộng sản Việt Nam, bởi vì những người cộng sản Việt Nam đánh Mỹ với tư cách là những người dân tộc chủ nghĩa, nationalist, hay nói tư cách là những người quốc gia, chứ không đơn thuần là cộng sản. Cộng sản sau này tôi sẽ phân tích, thậm chí chỉ là phương tiện để những người dân tộc chủ nghĩa thời kỳ đầu của cộng sản như Hồ Chí Minh dùng để giành độc lập trước thực dân Pháp và tiếp tục để mà thống nhất đất nước mà thôi. Thành ra là Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh, bởi vì cái chiến tranh ngay ở Việt Nam đã gây ra một cái sự phản đối mạnh mẽ ở Mỹ, vì đa số người dân Mỹ thấy rằng tại sao Mỹ đưa quân đến Việt Nam, bởi vì đây không phải là kẻ thù của Mỹ, trong khi Thế chiến lần thứ hai thì chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật, cả Đông cả Tây đều đe dọa quyền lợi của Mỹ, trong khi ở Việt Nam trên thực tế là những người Việt Nam không có quân đội nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam đánh nhau dù họ đó là họ cộng sản. Thành ra là cái người dân Mỹ, đa số người dân Mỹ họ phản đối cuộc chiến tranh đấy. Thành ra là ngay từ ông Johnson, tổng thống Johnson là người chủ động đưa quân Mỹ vào tại Việt Nam, thì ông cũng là người chủ động nêu ra đàm phán với
các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam để chấm dứt chiến tranh. Và ông Nixon chỉ là cái người thực hiện cái bước rút quân Việt Nam, rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Thế nhưng lý thuyết của ông Nixon là rút ra mà với tư cách một cường quốc, một nước chưa bao giờ thua trên thế giới thì cũng thấy hổ thẹn quá. Thành ra ông, thuyết của ông là hòa bình trong danh dự, tức là rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam nhưng mà không bị mất mặt, không phải với tư cách là một cái người bị chiến bại. Thế thì muốn được cái chuyện đó thì Nixon phải đi tìm những cái sự hỗ trợ từ Trung Quốc và từ Liên Xô. Thành ra mới có cái chuyện là ông Kissinger năm 72 ông sang hết gặp lãnh đạo Trung Quốc rồi đến gặp cả lãnh đạo Liên Xô để mà gây sức ép đối với Việt Nam là cũng chấp nhận đàm phán với Mỹ đi, chứ đừng có kiên quyết đánh để cho đến khi Mỹ bắt buộc phải rút người lính cuối cùng ra mà không có cái sự nghĩa là có một cái số điều kiện nào đó với người Mỹ. Thế thì kết quả là thế nào? Tôi nói lại là giai đoạn năm 72 lúc đấy tôi hàng ngày nghe đài của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói rằng chúng ta kiên quyết không để cho các nước lớn gây sức ép thay đổi cái đường lối độc lập, cái cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất của chúng ta. Tức là ngay giai đoạn đấy là có những friction, tức là có những cái mâu thuẫn giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra cái chuyện Mỹ mà phải rút quân ra khỏi Việt Nam mà như nhiều người nói là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì đấy là cái chuyện là tất yếu, bởi vì cái cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là không có chính danh, mà nói theo một cái cách nói của những người Cộng sản Việt Nam là không có chính nghĩa. Thế còn đối với cái vấn đề người Quốc không phải là một quốc gia, Mỹ ủng hộ nó, họ như là một cái nhóm thiểu số thế thôi. Thành ra Mỹ lúc thì có thể ủng hộ, lúc cần thì bỏ sự ủng hộ, bởi đây không phải cam kết giữa các quốc gia, nó không có chính danh, tức là ủng hộ như một cái lực lượng quân sự nào đó thôi. Đấy vấn đề cấp. Thế còn cái vấn đề mà anh vừa nói là vấn đề đáng chú ý nhất là vấn đề quan hệ giữa Mỹ và Philippines. Thì cái bãi cạn Scarborough gọi là tranh chấp nhau giữa Philippines và Trung Quốc đấy, và tôi tin rằng là trước đây thì là Philippines cũng đã là hiện diện sự có mặt của mình trước rồi, nhưng mà Trung Quốc sau này thì cũng như trong cái chính sách bành trướng chung của Trung Quốc đấy, thì Trung Quốc là tuyên bố là cái Scarborough là của Trung Quốc. Thế thì đúng là giữa Mỹ và Philippines có một cái hiệp ước gọi là hiệp ước phòng thủ chung. Điều này có nghĩa rằng là nếu Philippines bị nước ngoài tấn công về mặt quân sự thì Mỹ sẽ dùng lực lượng quân sự của Mỹ đáp trả lại để bảo vệ Philippines. Thế nhưng cái chỗ bãi cạn Scarborough thì Trung Quốc cũng chưa nổ súng tấn công. Anh thấy không? Chưa nổ súng tấn công, cho nên chưa đặt Mỹ vào cái tình thế là phải bảo vệ Philippines bằng quân sự. Thế nhưng cũng có cái chuyện rằng là cả Trung Quốc với Philippines đều yêu cầu Mỹ giúp để mà giải quyết cái vấn đề này. Thế thì theo cái phân tích của tôi thì có lẽ Mỹ nói với Philippines là ôi, cái bãi cạn đấy nó cũng không có phải là một cái vị trí thật là chiến lược với Philippines. Hai nữa, Philippines cũng không có cái quân đội đóng ở trên đó, nó chỉ là một cái bãi cạn thôi. Còn Philippines có thể xây dựng một cái gì đó để là cái cột mốc gì đó để chứng tỏ là Philippines đã có mặt đấy, nhưng mà không có người của Philippines đấy, nó là một cái bãi nó không có người. Thế thì bây giờ Trung Quốc họ cũng đòi như thế, thì theo quan điểm chúng tôi là quan điểm Mỹ đấy, thế bây giờ chúng ta cứ tạm thời là không phải lùi hẳn nhưng mà lùi nửa bước.
tôi đề nghị là Philippines bây giờ là cũng không có khăng khăng đưa quân vào đóng ở bãi Scarborough, và ngược lại chúng tôi sẽ thuyết phục Trung Quốc cũng không dùng lực lượng quân sự để mà chiếm đóng hẳn cái đảo của Scarborough. Thế thì Mỹ có thể khuyên Philippines đấy cái cách như thế. Mặt khác thì giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có những cái lợi ích, đặc biệt là kinh tế như chúng ta đã thấy rồi. Thế thì Mỹ khi thấy một cái vùng bãi cạn mà không có người thì Mỹ dễ khuyên Philippines hãy tạm lùi nửa bước đi, nhưng không có nghĩa là hy sinh quyền lợi Philippines, ý nói rằng thôi bây giờ chúng tôi chấp nhận Trung Quốc thôi, Trung Quốc chiếm, còn cái chuyện thôi Philippines các ông hãy quên đấy là thuộc chủ quyền Philippines đi. Thành ra đưa đến một cái sự gọi là tạm thời, gọi là tình trạng pháp lý là Mỹ không hẳn đứng về phía bên Philippines, và đương nhiên là cũng không chấp nhận Trung Quốc là tuyên bố hẳn chủ quyền ở chỗ đó. Nhưng đây cũng có thể là một chiến lược lâu dài, bởi vì cũng có thể Mỹ tin rằng một cái tương lai cũng không phải là xa ở Trung Quốc không còn chế độ cộng sản nữa mà sẽ thành một cái chế độ dân chủ, thì với một chế độ dân chủ Trung Quốc chắc chắn Mỹ sẽ có một cái tiếng nói trọng lượng hơn để mà nói chuyện Trung Quốc cũng phải nên là nhường lại Philippines về cái vấn đề về cái bãi cạn Scarborough. Thì tôi ý muốn nói là Mỹ có thể tính toán có những lợi ích trước mắt và cũng có những cái lợi ích lâu dài. Vậy thì thưa tiến sĩ, như vậy thì tình hình Việt Nam có gì khác để mà có thể Việt Nam tránh bị rơi vào cái trường hợp như là nãy giờ tiến sĩ phân tích, thưa tiến sĩ? Vấn đề có thể cơ bản là khác. Thứ nhất, Việt Nam không phải là cái đồng minh toàn diện theo cái nghĩa là cái gọi là ý thức hệ, tức là không cộng sản, thậm chí là chống cộng sản. Ông Tổng thống Philippines hiện nay hay các Tổng thống Philippines từ thời Marcos cho đến ông này đều rất chống cộng sản. Đấy. Trong khi ở Việt Nam hiện nay là một chế độ cộng sản. Thế thì đối với cái chế độ mà chống cộng sản ở Philippines thì Mỹ có một sự chi phối nhất định. Thành ra Mỹ họ có một cái khi cần họ gây sức ép với Philippines để nhân nhượng Trung Quốc ở mức độ nào đó, họ làm được chuyện đó. Bởi vì Philippines là chưa nói là cái nguồn gốc là thuộc địa của Mỹ, tức là ảnh hưởng của Mỹ, lối sống của Mỹ, suy nghĩ của Mỹ, mà cụ thể là một gọi là cái đồng minh như là Việt Nam Cộng hòa trong quá khứ đấy. Thành ra Mỹ họ gây sức ép rất dễ, trong khi cái ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay rõ ràng là Mỹ không có được cái chi phối như là đội Philippines, cho nên là đây là cái vấn đề là phải thỏa thuận với nhau. Mỹ không gây được sức ép với ban lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, có thể là vì tình huống phải cứu nước, họ phải liên minh quân sự với Mỹ, nhưng luôn luôn ở cái tình trạng là liên minh quân sự Mỹ để cứu nước, nhưng họ không cho Mỹ là chi phối cái chính sách hay là để cho Mỹ khuyên Việt Nam hãy nhượng bộ Trung Quốc để mà đổi lại Mỹ sẽ nhận được gì đó từ Trung Quốc. Đấy là cái khác biệt, có thể nói là cơ bản lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không bị Mỹ chi phối một chút nào, trong khi lãnh đạo của Philippines là bị nước Mỹ có thể chi phối rất là cơ bản. Tôi có thể nói là rất là cơ bản. Điều thứ hai khác nhau là cái cơ bản các đảo của Việt Nam và ngay ở cái vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông đấy, thì Việt Nam có quân đội, chỗ nào không có đảo Việt Nam dựng cái dàn lên gọi là cái giàn khoan, gọi là DK đấy,
hay nói cách khác là các điểm đồn của Việt Nam ở Biển Đông, các điểm quân sự Việt Nam Biển Đông. Cho nên Trung Quốc muốn chiếm là chỉ có thể nổ súng thôi, chỉ có thể nổ súng thôi. Thế thì như tôi nói rằng là một khi Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ thì nó sẽ xảy ra cái chuyện là Trung Quốc sẽ tấn công bằng dùng vũ lực tấn công nổ súng. Ví dụ như là trong trường hợp hiện nay, nếu như Việt Nam mà liên minh quân sự với Mỹ rồi đấy, thì cái tàu khảo sát của Trung Quốc có các tàu quân sự của Trung Quốc kèm theo đấy, thì chắc chắn Việt Nam sẽ dùng tàu chiến của Việt Nam đuổi anh không ra bắn, và lúc ấy Trung Quốc đánh lại thì lúc ấy Mỹ theo những cái cam kết về mặt quân sự, theo một hiệp ước liên minh sẽ hỗ trợ đánh Trung Quốc. Nhưng tôi cho rằng là liên minh quân sự với Mỹ nó có cái hay là thế này: nếu liên minh ngay từ bây giờ thì Trung Quốc không dám tấn công Việt Nam, không dám nổ súng, mà cũng chưa chắc đã dám, lại càng không dám đưa những cái tàu khảo sát vào cái vùng thềm của Việt Nam. Họ chỉ có thể tranh chấp những cái vùng xa xa của ngư dân của Việt Nam, tức là không có cái biện pháp quân sự đấy. Chứ còn cái chuyện mà xâm lược Việt Nam bằng vũ lực hay là đưa tàu khảo sát coi như là anh xâm lược hẳn cái chủ quyền Việt Nam Biển Đông, thì cái chuyện đấy là Việt Nam chắc chắn sẽ cứng. Thành ra tôi thúc đẩy Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ sớm nhất, không những là có thể bảo vệ thành công cái lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp có chiến tranh, mà cái quan trọng hơn là sẽ ngăn ngừa các cuộc chiến tranh xuất phát từ Trung Quốc trong tương lai. Thành ra tôi muốn nói rằng là cái việc mà Mỹ liên hệ liên minh quân sự Việt Nam nó khác hẳn với cái liên minh hay là đồng minh quân sự của Mỹ với Việt Nam Cộng hòa trước đây, đồng minh quân sự với Philippines hiện nay, bởi vì cả Việt Nam Cộng hòa lẫn Philippines ở tình trạng là bị Mỹ chi phối một cách rất là cơ bản, tức là họ có cái sức nặng cả về chính trị, cả về kinh tế và đặc biệt về quân sự họ chi phối. Đến khi Mỹ bỏ hoặc là Mỹ thương lượng với Trung Quốc hay một cường quốc nào khác, ví dụ như thế, thì cái quyền lợi của Philippines cũng như của Việt Nam Cộng hòa trước đây là đương nhiên là không được bảo đảm. Nhưng tôi nhắc lại, chính quyền Cộng sản Việt Nam không chịu phụ thuộc, không chịu đánh đổi cái liên minh quân sự bằng một cái sự chi phối của chính quyền Mỹ về chính sách đối ngoại cũng như đối ngoại của Việt Nam. Xin cảm ơn. Thành ra không sợ cái chuyện mà Mỹ bỏ rơi, không có cái chuyện đó, bởi vì nước Việt Nam hiện nay dù dưới chế độ cộng sản, chế độ toàn trị, thì về mặt đối nội đó là điều cần phải cải thiện, cần phải giảm dần cái chuyện đó đi để đi đến tới một chế độ dân chủ. Nhưng về mặt chính sách đối ngoại, về mặt bảo vệ lãnh thổ, thì tôi tin chắc rằng là Mỹ sẽ không chi phối được những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Còn rất nhiều những cái điều liên quan tới vấn đề thời sự hiện nay mà muốn trao đổi với tiến sĩ. Tuy nhiên đã có những cái chương trình sắp sửa phải tiếp tới, cho nên là chúng ta sẽ tạm ngưng cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Rất là thú vị. Và xin hẹn tiến sĩ lại trong những lần tới, thưa tiến sĩ. Vâng, tôi cũng rất là vui khi đẩy mạnh, có cái điều kiện đẩy mạnh hơn nữa cái quan điểm của tôi là phải Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ sớm ngày nào hay ngày đấy, không chỉ để mà có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh đã được hẹn giờ của Trung Quốc, đặc biệt ở Biển Đông, mà còn ngăn ngừa được những cái cuộc xâm lăng đó. Và cái sự ủng hộ của tất cả mọi người Việt Nam từ trong nước ra ngoài nước, và đặc biệt với cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ này, thì tôi nghĩ rằng cái sự chia sẻ quan điểm của tôi cũng như giúp cho chính quyền Việt Nam chia sẻ quan điểm của những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay là sẽ có những cái bước đi mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cái chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam mà
giải pháp quan trọng nhất là phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tiến sĩ. Câu chuyện với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tới đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị trong những lần tới.